Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video và kỹ thuật mà chúng ta làm bông trên cây sầu riêng. Thì ở giai đoạn hiện tại các bạn, nhiều vườn sầu riêng thì đang ở trong giai đoạn là rước mắt cua. Thì có rất là nhiều vấn đề trong cái chủ đề này. Thì hôm nay mình sẽ làm vấn đề đó là mắt cua ra mà không đều. Thì trước trước khi chúng ta đi vào vấn đề này thì mình cũng xin nhắc lại là từ cái giai đoạn mà các bạn đã phá minh trạng cho cái mầm ngủ các bạn, thì cái mầm thì nó có hai loại bạn ha, một là mầm lá, hai là mầm hoa. Thì khi mà cái mầm nó vừa nứt ra đó thì các bạn sẽ phá minh trạng. Phá minh trạng như thế nào đó, thì ở video trước mình đã chia sẻ rồi. Thì video này mình làm tiếp theo, có nghĩa là khi mà chúng ta phá minh trạng đó, thành công, thì cái mắt cua của chúng ta, của cây sầu riêng chúng ta đó, nó sẽ lớn lên, nó sẽ có sự khác biệt và nó sẽ sáng lên. Thì đó chúng ta là chúng ta một dấu hiệu để chúng ta nhận được được là chúng ta phá minh trạng thành công. Nhưng mà khi chúng ta phá minh trạng thành công rồi á, nó lại chia ra hai trường hợp, có nghĩa rằng là mắt cua ra đồng đều đồng loạt, thì chúng ta đã thành công một bước tiếp theo rồi. Vậy thì cái trường hợp mà mắt cua nó ra không đồng loạt thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn suy nghĩ đơn giản thôi, lúc đó thì chúng ta sẽ xử lý bằng kali nitrat các bạn ha. Như là cái gói mình đang quay ở trên đây, kali nitrat đây có 13% đạm và 46% kali. Vậy thì xử lý như thế nào? Những cái chỗ mà mắt cua đã ra đều rồi các bạn, trên cái cây mình á, thì các bạn chỉ phun nước thôi. Còn những cái chỗ mà ra không đều á, thì chúng ta sẽ phun kỹ. Và đặc biệt lúc này là chúng ta phun ở bên trong các bạn ha, chúng ta không phun bên ngoài. Ở thì cũng có nhiều bạn hỏi mình á là bây giờ dùng lăng 86 được hay không, trong đoạn này dùng MKB được hay không, thì mình xin chia sẻ là không các bạn ha. Tại vì ở trong công thức kali nitrat này nó có sự hài hòa giữa đạm và kali. Còn mỗi mỗi cái hóa chất nó sẽ có một công thức riêng khác nhau. Thì để mà tư vấn rõ hơn thì các bạn vui lòng gọi về số là 0919 817033 hoặc 0933 067033, đó là hai số hotline bên mình. Thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn, tại vì sẽ tùy vào cái vùng thổ nhưỡng, vùng tiểu khí hậu của mỗi vườn, sẽ có những cái đặc trưng khác nhau, và từng vùng miền nữa, miền Tây khác, Đông Nam Bộ khác, Tây Nguyên khác. Nên các bạn gọi về hoặc các bạn truy cập vào website là vietnamnongnghiepsach.com.vn. Ở đó mình cũng đã viết rất là nhiều bài về cây sầu riêng, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.